Rời bến vắng khách dẫn tới hoạt động cạnh tranh không lành mạnh đang là thực tế rất đáng báo động đối với vận tải hành khách tuyến cố định, thậm chí là có sử dụng vũ lực, nắm đấm để mà tranh giành khách theo kiểu xã hội đen, là câu chuyện đáng lên án và cần phải có những biện pháp chấn chỉnh. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14 đối với tuyến Hà Nội - Thanh Hóa. Đây là hình ảnh ẩu đả giữa các lái phụ xe giữa hai phương tiện vận tải hành khách tuyến Thanh Hóa - Hà Nội. Theo phản ánh của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và thương mại Khiêm Oanh, khi xe mang biển kiểm soát 36B01588 của doanh nghiệp rời bến xe khách Giáp Bát đến đoạn ngã ba Pháp Vân - Cầu Rẽ thì gặp sự cố và phải dừng lại. Ngay sau đó, bất ngờ, xe mang biển kiểm soát 36B02922 của nhà xe Tùng Lâm vượt lên. Đồng thời, một nhóm người của nhà xe này đã lao vào đánh lái phụ xe của doanh nghiệp Khiêm Oanh. Hệ lụy, sau nhiều ngày xảy ra sự việc, lái và phụ xe Khiêm Oanh vẫn trong tình trạng hoang mang. Nhà xe chúng tôi kinh doanh á, thì đi ra ngoài đường thì hôm đấy thì anh em chúng tôi thì đi bình thường, thì trên xe chúng tôi có cảm giác là xe nó có trục trặc vấn đề gì đó, thì phụ xe người ta mới nhảy xuống. Thì trong quá trình phụ xe nhảy xuống thì có một nhà xe Tùng Lâm đi đường sau thì chạy lên chèn ép chúng tôi và xuống và có hành hung phụ xe. Thì chúng tôi rất chi là bức xúc và anh em chúng tôi rất chi là hoang mang trong cái vấn đề đó. Nhà xe chúng tôi thì kinh doanh về dịch vụ vận tải hành khách, luôn lấy chữ tín làm đầu. Cái sự việc đó nó xảy ra, nó làm cho anh em chúng tôi là hết sức hoang mang trong cái việc kinh doanh vận tải hành khách. Để sự việc được khách quan, VTC14 đã làm việc với những người có liên quan tới xe khách biển kiểm soát 36B02922. Nhưng nội dung trả lời từ lái xe Nguyễn Bá Nhật của nhà xe Tùng Lâm lại trái ngược với hình ảnh được camera ghi lại. Trong đấy thì thôi anh, thì hai anh em đi nói lại, đẩy qua đẩy lại nhau, xong rồi thôi, tiếp là sang ngày hôm sau bọn em vẫn bình thường mà. Tức là anh em ngày nào cũng gặp nhau, va chạm với nhau ở bến này thì có vấn đề gì đâu anh. Xe hôm đấy là có trục trặc. Mà phụ xe xuống kiểm tra thì tôi thấy là mấy anh xe Tùng Lâm là xuống hành hung phụ xe nhà tôi. Thì tôi thấy là rất là bức xúc cái thái độ ở bên xe Tùng Lâm. Chưa hỏi rõ xe vấn đề gì hay không mà cũng không được, thế là làm pháp luật quá. Và tôi mong chính quyền có phương án để anh em đi làm bớt hoang mang. Khách trên xe đánh giá với hai ngoài khách ở ngoài đường, xe cộ mất trật tự an toàn. Vì cái xe đang bên xe nhà tôi đậu sắt lề, xe kia đánh ngang chắn hết cái lối đi của đường của xe thì gây ách tắc giao thông. Đây là gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đến trật tự xã hội. Theo phản ánh từ công ty Khiêm Oanh, đây không phải là lần đầu tiên nhà xe Tùng Lâm có hành vi như trên đối với lái phụ xe của đơn vị cạnh tranh trực tiếp. Hệ lụy của tình trạng này đó là ảnh hưởng tới các lái phụ xe và tâm lý hành khách đi xe. Liên quan tới câu chuyện này, VTC14 sẽ tiếp tục phản ánh sau khi làm việc với các đơn vị ban ngành liên quan. Đặc biệt, sẽ có thông tin rõ hơn từ phía cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội. Còn xin được chuyển sang thông tin khác. Lên mạng xã hội đăng tải nội dung nhận làm hồ sơ thi, cấp đổi, nâng hạng, phục hồi giấy phép lái xe. Một đối tượng tại Nghệ An đã lừa đảo hàng chục bị hại và chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng. Ngày 30 tháng 5, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1992, trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù không có nghề nghiệp ổn định, nhưng Hùng đã giới thiệu bản thân là giáo viên dạy lái xe của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe. Hùng thông tin nếu đăng ký làm hồ sơ thi bằng lái xe ô tô nâng hạng thì không phải thi phần lý thuyết, chỉ cần thi phần sát hạch và sẽ lo được mọi thứ. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Tân Kỳ đã điều tra bắt giữ đối tượng này. Bước đầu, cơ quan quan xác định Nguyễn Văn Hùng đã lừa đảo 15 bị hại ở các huyện Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông của Nghệ An và 10 bị hại ở các tỉnh từ Thanh Hóa, Hà Tĩnh đến Gia Lai, Bình Phước để chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng. Thưa quý vị, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Danh Hòa, sinh năm 1995, trú tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 23 tháng 5, tại xóm 7, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc,
Công an huyện Nghi Lộc đã phá chuyên án bắt giữ đối tượng Nguyễn Danh Hòa, sinh năm 1995 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 950 viên ma túy dạng hồng phiến, khối lượng 90 gram, 3 điện thoại di động, 1 xe mô tô. Tại cơ quan công an qua đấu tranh, Nguyễn Danh Hòa đã khai nhận hành vi phạm tội. Được biết đối tượng này đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Chiều ngày 30 tháng 5, cơn mưa lớn bất chợt đã làm cho không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội bớt đi phần oi bức, dịu mát hơn. Không như vào buổi sáng và trưa, dù thời tiết chưa tới ngưỡng 40 độ, thế nhưng không khí oi bức ngột ngạt đã khiến cho rất nhiều người làm việc ngoài trời cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng rõ ràng vì miếng cơm manh áo, buộc họ phải bám đường để lao động mưu sinh. Ghi nhận của phóng viên trong trưa ngày hôm nay. Dù thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt, thế nhưng những người giao hàng như anh Nguyễn Bình Minh vẫn phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày, kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống. Nắng nóng oi bức lắm, chung là đi làm nhiều khi anh em đi làm khi vất vả, đi đường ngoài suốt ngày ngoài đường em nóng lắm, có hôm giá hết cả tay. Cũng là công việc bám đường, hơi nóng bốc lên từ mặt đường khiến anh Ngô Viết Thành cảm thấy mệt mỏi, mất sức khi phải hoạt động liên tục thời gian dài. Gần 12 giờ trưa, anh Thanh lại tìm những gốc cây để tránh nắng, chớm mắt cho đỡ mệt. Êm dịu để làm. Còn thường là lúc mệt vì thời tiết rồi bước thì cũng phải tránh nắng. Đúng là mình và hầu như tất cả là đồng nghiệp cũng đều phải mang theo nước trong cái thời tiết khắc nghiệt này. Rong ruổi khắp các con phố, với bà Đinh Thị Na thì những ngày nắng nóng trở nên vất vả hơn bao giờ hết khi việc bán hàng khó khăn hơn thường ngày. Gắn bó với nghề hơn 20 năm, nhưng bà sợ nhất mỗi khi hè về vì không có khách ăn. Bán không bán được, ế ẩm. Đấy, cứ khách gọi alo thì cô đến thôi. Chứ là khách ra mà không có bởi vì họ không có. Không có. Vắng như thế này làm gì có người ra đường. Hai nữa là coi như là ra ngoài đường thì lắng như này chỉ có người kiếm tiền như cô thì nó vất vả, thì cứ khách hàng cứ alo là cô đến cửa nhà người ta. Nắng nóng cộng thêm không khí oi bức càng khiến cho việc lao động ngoài trời trở nên khó nhằn. Đây là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2024 tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc. Chiều ngày 30 tháng 5, vùng áp thấp trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới trên biển ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, nhưng có thể sẽ gây mưa dông cho nhiều khu vực trên cả nước. Theo đó, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 112,2 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục sẽ còn mạnh thêm. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Nam của Trung Quốc. Các chuyên gia nhận định áp thấp nhiệt đới ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Tuy nhiên, hoạt động của rãnh áp thấp, trong đó có vùng áp thấp gần bờ, vẫn ảnh hưởng đến thời tiết trên biển và đất liền. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan sẽ có mưa rào và dông.